Trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều người tìm hiểu về cây phan tải diệp, và đặc biệt là những người bị táo bón hoặc là muốn sử dụng phan tải diệp để giảm béo hay là giải độc gan. Tuy nhiên thì ít người hiểu sâu sắc về cây phan tải diệp này. Ở video này thì tôi sẽ đưa những thông tin chính xác nhất đến để các bạn tham khảo về cây phan tải diệp với những tác dụng. Nếu như là sử dụng một cách khoa học thì và khéo léo thì đây sẽ là một loại dược liệu rất là tốt để điều trị được nhiều chứng bệnh. Phan tải diệp hay còn gọi là Senna có tác dụng kích thích tiêu hóa rất là mạnh. Liều dùng để kích thích tiêu hóa là mỗi ngày từ 1 đến 2 gram một lần một ngày. Cần lưu ý là khi sử dụng phan tải diệp, vì hoạt tính Senna rất là cao, chỉ dùng đúng liều và tránh dùng quá liều. Nếu như là dùng với liều lượng quá lớn thì sẽ gây sủi mật, làm cho cơ thể mất nước đột ngột và rất là nguy hiểm đến sức khỏe. Cây phan tải diệp thì được lưu truyền từ đời xa xưa, có tác dụng chữa và điều trị táo bón, nhuận tràng với liều dùng là từ 3 đến 4 gram một ngày. Quả thật như vậy, nếu như là bị táo bón nhẹ thì có thể sử dụng một ngày là có thể đi ngoài được ngay. Phan tải diệp thì không làm ảnh hưởng đến bao tử và ruột non, nó chỉ làm tăng co bóp chu động ruột già, làm nát phân, gây đau bụng tiêu chảy do chất gây sổ senosid AB. Anthaglucosid được bài tiết qua nước tiểu và sữa, do đó người mẹ cho con bú mà dùng phan tải diệp thì con cũng sẽ bị tiêu chảy. Phan tải diệp còn có tác dụng là lọc máu, tẩy độc trong gan và tống chất độc xuống ruột già và đẩy ra ngoài. Các bệnh sốt do nhiễm khuẩn, nhiễm trùng thì nhờ uống phan tải diệp giúp tả nhiệt độc cũng làm lui cơn sốt. Vẫn biết là phan tải diệp là một vị thuốc có tác dụng rất là nhanh, nhưng một số đối tượng sau đây thì không được phép sử dụng. Người bị táo bón do thắt cơ ruột, viêm ruột già, bởi vì khi sử dụng sẽ gây co bóp ruột nhanh, gây tổn thương đến ruột già trong những trường hợp mà bị viêm. Phụ nữ đang mang thai, phụ nữ cho con bú, đây là đối tượng hết sức nhạy cảm vì dược tính của phan tải diệp quá mạnh thì sẽ gây ảnh hưởng đến cả mẹ và con. Người đang bị tiêu chảy thì cũng không nên sử dụng để tránh gây kiết lị. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với các bạn.